Chào tất cả anh em nha, lại là TT đây. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 8, tức là thứ bảy anh em ha. Thì mình có vài con điện thoại mình cũng muốn giới thiệu cho anh em. Thì mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với TT nha, 0963 595 262. Và mình có đánh số thứ tự rồi, thì anh em lưu ý nha. Rồi thì con đầu tiên mình sẽ giới thiệu anh em luôn nè. Một con Vivo i83, con này là bản của nó là bản RAM 4 nha anh em. Bản RAM 4 bộ nhớ là 64, máy rất là ok luôn, vỏ viền còn đẹp nha. Đây, đó, RAM 4 bộ nhớ 64, 4G, pin là 3200, màn hình to 6,22 inch ha. Màn hình tay thỏ rất là đẹp luôn. Anh em lấy con này thì mình để cho anh em giá là 1.650.000 nha. Tặng đầy đủ phụ kiện nha anh em, ốp lưng cường lực bộ sạc 1.650.000. Vivo i83 nha, con này là Vivo i83, RAM 4 bộ nhớ 64 luôn á. Ngoại hình đẹp 97-98% nha anh em, 1.650.000. Rồi số 2 là mình có một con Samsung A9 Pro ha, Samsung A9 Pro đời 2016, RAM 4 bộ nhớ là 32, pin con này rất là trâu nha, pin con này hơi bị trâu luôn, pin tới 5000 lận, snap cao nè, snap của nó là 6652 ha. Ngoại hình vỏ còn đẹp nha anh em, viền thì nó hơi bị phẩy phẩy. Anh em mua mấy con này về mình sưu tập, mình sưu tầm rất là ok ha, màn tương đối đẹp luôn. Đây. Đó, màn cực kỳ đẹp nha, không màn không ám ố gì luôn anh em nha, màn AMOLED rất là đẹp. Đó, mấy con này thật sự xài anh em xài rất là đã, màn AMOLED, giá 1.850.000 nha, Samsung A9 Pro á. Rồi số 3 này nè, số 3 là mình có con Samsung A30s ha, Samsung A30s, con này là bản RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình to 6,4 inch, pin là 4000, giá là 2.400.000 nha, 4G, Android 9. Đây, máy cực kỳ đẹp luôn, cam kiết đồng bao nét, màn cũng ngon lành cành đào ha, giá 2.400.000 thôi. Thì anh em nhớ lưu ý nha, video hôm nay là ngày 20 tháng 8 thì anh em mình sẽ nói ngắn gọn thôi ha. Thì anh em cứ qua bên Zalo của TT số này, anh em cứ nhắn tin ơi TT ơi, video ngày 20 tháng 8 con số 3 TT còn không, nếu mà còn quay một đoạn review một đoạn qua Zalo cho mình. Đó, thì anh em cứ qua bên Zalo anh em nói như vậy thì mình sẽ review cái con số 3 ngày 20 tháng 8 cho anh em xem nha. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ nói ngắn gọn để cho cái thời gian nó bớt anh em. Thì anh em cứ qua bên Zalo nha. 2.400.000 thôi nha mọi người. Cam kiết bao nét. Rồi Samsung A51 nè. Đây. Con này là Samsung A51, con này là bản RAM 6 bộ nhớ 128 nha. Màn hình là 6,5 inch, pin là 4000, 4G luôn, ngoại hình còn đẹp nha, cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh ha. Đó, cam kiết đầu bao nét. Mấy con này anh em mua về xài hơi bị ngon, giá là 3.600.000 cho mọi người nha. Cam bao nét, đây, cam sao nè, anh em thấy không? Ha. Đó, cam selfie nè, quá ổn luôn á. Ha, tương đối ngon lành cành đào. Mấy con này anh em máy zin nguyên cây luôn, màn zin nha, màn zin vỏ zin theo máy. Đó, giá là 3.600.000 cho anh em, ngoại hình còn đẹp nha. Số 4, Oppo anh, quên Samsung A51 anh em. Số 5 nè. Số 5 là một con Samsung A70, con này là RAM 6 bộ nhớ 128, màn hình rất là to luôn, 6,7 inch, 4G nha, pin là 4500. Con này snap của nó là 675 ha. Vỏ zin nè, phẩy theo thời gian, màn thì vàng phẩy luôn nè anh em. Màn nè, anh em thấy không? Màn nó cũ nó chày nha, nhưng mà xài bao anh em xài ha. Đó, màn rất là màn thì nó bị phẩy rất là chỗ này. Đó, thấy không? Đó, vậy thôi. Còn lại rất là trâu, pin rất là ngon lành cành đào, màn rất là đẹp luôn. Thì con này anh em lấy thì mình để cho anh em giá là 3.200.000 thôi nha. Máy cực kỳ rẻ luôn. Samsung A70 á. Snap của nó là 7675 nè. 3.200.000 thôi anh em, Samsung A70. Rồi số 6. Số 6 thì mình có một con Samsung M51, con này thì pin hơi bị siêu khủng luôn, pin tới 7000 anh em. 7000 mAh. Đó, RAM 8 nha, con này là bản của nó là bản RAM 8, bộ nhớ là 128, màn hình nó cũng to 6,7 inch, pin siêu trâu 7000, 4G. Snap của nó là snap chip rồng anh em, Snapdragon nha, 730. Cam là 64 chấm, giá là 4.200.000 thôi. Máy cực kỳ đẹp luôn ha. Màn zin vỏ zin theo máy nha. Đó, con này mình thu lại từ người dùng. Đây, cam selfie nè. Quá ổn nha anh em. Còn cái con này thì người dùng họ dán, anh em không thích thì mình sẽ tháo ra nha. Mình sẽ tháo cái miếng dán này ra. Đó, 4.200.000 thôi ha. Samsung A22 nè. Con này là Samsung A22. Con này là bản của nó là bản RAM 6 nha anh em. Bản RAM 6 bộ nhớ 128. 4G luôn ha. Pin là 5000, cam là 48 chấm, màn hình to 6,4 inch ha. Cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh.
máy zin nguyên cây nha anh em. Con này anh em vua về xài hơi bị ngon lắm. Rồi con này anh em lấy thì mình thôi mình để lại cho anh em giá là bớt sát giá cho anh em luôn nha. Đó, 3,1 triệu cho anh em xài, ok chưa nha. Con này mình sẽ để lại cho anh em giá là 3,1 triệu nha. Samsung A22 á, máy pin zin hết hoàn toàn, vỏ zin, màn zin theo máy luôn anh em. Cam bao nét anh em ha. Đây cam nè, anh em chờ mình xíu. Cam trên đây, cam sau nè, ok chưa. Selfie nè, đó quá ổn nha anh em. Thật sự mấy con này pin 5000 xài rất là trâu luôn. A22 3,1 triệu cho anh em nha. Rồi số 8 nha. Số 8 thì có 2 cây Samsung Note 5. Samsung Note 5 con này là RAM 4 nha anh em. Bản RAM 4 bộ nhớ là 32, xài được 1 SIM, pin là 3000, màn hình to 5,7 inch. Giá 1,3 triệu thôi, màn hình thì nó màn zin nha, bị chóc cách thủy anh em ơi. Đây nó bị chóc cách thủy chỗ này nè. Ha, đó anh em thấy không? Bị chóc cách thủy nè, màn zin hết, máy thì đã qua sử dụng thì vậy thôi anh em, nhưng mà xài rất là ngon, xài không nóng máy luôn nha. Con này màn ok rất là đẹp ha, màn ok rất là đẹp, không nóng máy luôn. Đó, cam ký chụp ngon lành cành đào. Đó, cam sao nè, selfie nè. Đó, anh em thấy không? Quá ổn nha. Giá có 1,3 triệu, quá bèo luôn á. Samsung Note 5, RAM 4 lần á anh em. Rồi, tiếp tục là con số 8 đây. Số 8 là mình có một con Samsung J7 Dream. RAM 3, bộ nhớ là 32, pin là 3.300, giá 1,4 triệu thôi. Vỏ zin, màn zin theo máy nha, email nè, email theo máy nè. Ha, máy ok hết, màn rất là đẹp. Mấy con này thật sự thanh lý anh em, giá cực kỳ rẻ luôn. Mình thu lại từ người dùng, mình bán lại cho anh em xài. Đó, 1,4 triệu nha, màn zin, vỏ zin theo máy. Samsung J7 Dream á. Rồi, tiếp theo là một con Samsung nữa nè. Samsung A71. Con này hơi bị ngon anh em, thật sự anh em biết xài thì mua con này xài hơi bị đỉnh luôn. RAM 8, bộ nhớ 128, màn hình là 6,7 inch, 4G nha, màn hình cực kỳ to luôn anh em. Pin là 4500, tuy là 4500 nhưng mà pin rất là trâu ha. Snapdragon của nó là 736, giá cho anh em là 4,1 triệu nha. 4,1 triệu. Đó, con này thì cáp sạc Tây Xi hỗ trợ sạc nhanh. Con này đã thay pin rồi anh em nha. Con này đã thay pin mới cho anh em rồi nên xài rất là trâu luôn. Thay pin mới người ta đã vỏ zin nha, con này là vỏ zin luôn, vỏ zin hoàn toàn cho anh em. Nhưng mà do thay pin thì nó có keo này anh em thấy không, keo mà nó dán cái lại á, nên nó bị như những cái dòng này thật sự luôn. Con nào mà không thay pin em, đúng không? iPhone mình bây giờ mình phải hiểu là máy zin là như thế nào. Máy zin là vỏ zin, màn zin, men zin hay cam đồ zin hết. Còn cái vụ mà bung ra hay không á là phải bung thôi anh em. Tại vì có những con ví dụ như anh em xài đi, pin nó thấp, pin nó anh em xài có nửa tiếng là nó sập nguồn rồi, lần sau anh em xài. Rồi ví dụ như là không, anh em không tháo ra anh em thay pin thì làm sao mà anh em xài, đúng không? Thì cái vụ mà tháo ra thay pin á, nó lại khác, vẫn là máy zin hết. Anh em hiểu không? Còn mấy chủ mà chưa bung máy á, còn anh em cứ hỏi là máy chưa bung máy hay chưa thì máy này đã bung rồi. Ha, bung để mà thay pin. Đó, máy có sao TT nói vậy nên anh em cứ yên tâm. 4,1 triệu thôi nha. Con này hiện tại là TT đang xài một con. Này, đây anh em xem nè. Cái con Samsung A71 á TT đang quay anh em, đang cái camera mà TT đang quay là con Samsung A71 luôn đây. Đây, nó ở đây ha. Nhưng mà con này thật sự đây là con A71 anh em thấy á, mình quay phim, mình quay video á, rất là nét, cam ký đồ, anh em mua mấy con này thật sự về làm YouTube, làm vlog là hơi bị đỉnh. 4,1 triệu thôi nha. Nói chung mình nói hơi nhiều cái con này. Đó. Rồi tiếp theo. Tại vì nó xài rất là ngon. Samsung A20 nè. RAM 3 bộ nhớ là 32, màn hình to 6,4 inch, 4G. Xài được 4G, pin là 4000, giá 1,9 triệu cho anh em. Máy ok hết nha anh em, màn rất là đẹp luôn, màn hiển thị nè. Đó. Màn AMOLED hiển thị cực kỳ đẹp nha. Đây cam nè. Đó, cam sao nét cực kỳ. Selfie quá ổn nha. Giá 1,9 triệu cho anh em xài. Tặng đầy đủ phụ kiện nha mọi người. Rồi con này là Samsung A9 đời 2018. RAM 6 bộ nhớ 128 nha. RAM 6 bộ nhớ 128. Màn hình là 6,3 inch. Pin là 3.800. Con này thanh lý cái giá lỗ cho anh em luôn. 1,8 triệu cho anh em xài thôi. Snap cao nha anh em. 660. Chơi game hơi bị đỉnh. Anh em thật sự mua máy này chơi game hơi bị ngon luôn. Ha, cam ha, bao nét nè. Đây cam sau nè. Đó, ok chưa. Selfie nè. Ha, quá ổn nha. Rồi con này thanh lý giá cực kỳ rẻ cho anh em, 1,8 triệu thôi ha. Số 12. Và những con này cũng là giá con 1,8 triệu à. Samsung M02 pin siêu trâu nha, pin rất là trâu luôn anh em. Tuy là 5000 thôi nhưng mà anh em xài cả ngày không sợ hết pin. 4G, RAM 2, bộ nhớ 32, màn hình to 6,5 inch. Cái này là cái vỏ của rất là chắc chắn luôn anh em, thiết kế nha. Cái này là do nhà thiết kế, vỏ bằng nhựa, nói chung là nhựa chắc là rất là chắc chắn luôn.
rớt xuống không bể luôn ha. Đây đó, con này anh em lấy thì đi thanh lý lại cho anh em là 1,8 triệu luôn. Màn rất là đẹp nha, màn zin, màn hình giọt nước, cam kiết bao nét ha. Rồi 1,8 triệu cho anh em nha, Samsung M02 á. Đây cũng là một con 1,8 triệu và cũng là số 12 luôn. Xiaomi Redmi 9 RAM 3 cộng 0.5 ha, là RAM 3,05 á. Bộ nhớ là 32, màn hình to 6,53 inch 4G, pin là châu 5000 lần, giá 1,8 triệu luôn. Ngoại hình hơi đẹp nha, cáp sạc Type C nè. Hỗ trợ sạc nhanh cho mọi người luôn ha. Màn hơi bị đẹp. Đây cam kiết bao nét nha. Treo game là hơi bị đỉnh á, có 1,8 triệu mà quá bèo luôn. Quá bèo nhèo cho anh em nè. Rồi con này là Xiaomi nè, Xiaomi Redmi Note 7 RAM 4, con này là bản RAM 4 bộ nhớ 64 ha. Đó, RAM 4 bộ nhớ 64 luôn. Máy ok nè, cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh nha, màn hình to, màn hình giọt nước rất là đẹp luôn nè. Anh em thấy không? Cam bao nét cho anh em xài. Đó. Con này thì mình cũng để lại cho anh em giá là 1,8 triệu luôn nha. 1,8 triệu cho anh em. Đó, số 13 nha. Đây là số 13, là một con Oppo A55. Oppo A55 RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình to 6,5 inch 4G, pin là 5000, siêu châu nha. Giá 2,9 triệu cho anh em, ngoại hình còn đẹp nha. Anh em xem nè, cáp sạc Type C hỗ trợ sạc nhanh, ngoại hình còn rất là đẹp, cam kiết đồ bao ok ha. Rồi con này thì màn hình đục lỗ anh em thấy cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà nó bị cái này là do TT khi mà thấy bụi ở đây nè, mình lao sao mình nhắn quá anh em, nó bị lủng một lỗ cái chỗ mà cái lỗ mà tai nghe anh em, cái lo á, nhưng mà nghe cực kỳ rõ luôn, có nghĩa là nó bị cái nắp chụp của cái lo nó bị ở phía trên, nó bảo vệ đựng cho này kia vô, thì mình lau nặng tay quá nên nó bị lủng tí xíu chỗ này, nên thôi mình để cái giá rẻ cho anh em luôn ha, 2,8 triệu thôi nha. Con này TT để lại cho anh em giá là 2,8 triệu thôi đó, 2,8 triệu anh em xài nha. Máy cực kỳ đẹp, máy zin nguyên cây luôn, không zin cho anh em luôn máy nha. Số 13 nha anh em, giá là 2,8 triệu á. Rồi tiếp theo Oppo F11 RAM Oppo F11, con này là bản RAM 6 nè, bộ nhớ 128 nè, màn hình to nè, 6,5 inch nè, pin là 4000 nè, 4G, vỏ zin, màn zin nha. Vỏ zin thì nó cũ theo thời gian tí xíu anh em, nhưng mà xài bao anh em ha, màn cực kỳ đẹp luôn, màn zin, vỏ zin, cam bao nét. Đây cam sao nè, ok nha, cam selfie nè. Đó, quá ổn luôn, được cái là bản RAM 6 quần nhớ 128 lần anh em, 2,650,000 tặng đầy đủ phụ kiện nha, và miễn phí ship cho anh em luôn. Số 16 nha mọi người, số 16 là VMAX Joy 4, con này là bản của nó là bản RAM 3 bộ nhớ là 64 thôi nha, RAM 3 bộ nhớ là 64, màn hình là 6,55 inch nha. Đó, snap cao là anh em, snapdragon á, chip rồng á, 665, pin là 5000, 4G, giá 1,850,000 cho anh em thôi, vân tay còn đầy đủ nha. Đây anh em mua máy này về xài là chơi game ngon, pin rất là trâu luôn. Con này mình mới tắt máy, mình khởi động lại reset á ha. Đây 1,850,000 cho anh em nha. Ngoại hình thì vỏ zin nè, cũ theo thời gian tí xíu thôi, xài rất là ngon, cam kiết thục ok, bao anh em nha. Chạy xíu đó, nét chưa, cam sao anh em, selfie nè, đó quá ổn nha. Rồi chốt lại cho mọi người, VMAX Joy 4 bản RAM 3 bộ nhớ là 64, snap cao 665, giá 1,850 thôi anh em ơi. Rồi số 17 là một con Realme nha, Xiaomi Realme 5, con này là RAM 3 bộ nhớ là 64, màn hình to 6,5 inch 4G, đó snap cũng cao nè, 665, pin là 5000, pin cực kỳ trâu nha, pin rất là trâu, giá 1,950 thôi. Ngoại hình tương đối đẹp anh em, vỏ viền được tương đối đẹp luôn ha, màn rộng nè, màn cực kỳ ok. Con này thật sự anh em mua về, những con này về xài thì pin nó bao trâu rồi, cam là siêu nét ha, cam này bao nét cho anh em. Giá thì mình để cho anh em giá là 1,950,000 nha, quá rẻ luôn. Đây cam nè, chuẩn chưa, selfie nè, đó ok nha anh em, nói chung là cam ngon lành cành đào ha. Rồi chốt lại cho anh em 1,950,000 thôi nha. Số 17, số 18, Oppo R9 LED ha, Oppo R9 LED, con này là bản của nó là bản RAM 4 bộ nhớ là 64, pin là 4001, chip snap cao nha, snap của nó là 652 luôn anh em. Đó snap cao là giá 1,4 triệu thôi, quá bèo nhèo cho anh em xài nha.
vỏ đẹp, màn đẹp nha, màn màn rất là to luôn, màn của nó là 6 inch nha. Đó, cam kiết bao nét, giá 1,4 triệu thôi, quá rẻ. Rồi số 19 là một con Oppo Reno 5 bản 5G lận anh em, con này là bản 5G nha. RAM 8+3, bộ nhớ là 128, RAM 8+3 là RAM mở rộng luôn á. Đó, 5G, màn hình to 6,43 inch nha. Pin là 4003, chip nap là Snapdragon của nó là 765, Android 12.3 triệu 9 thôi. Quá rẻ đúng không? Ha, vỏ viền còn rất là đẹp, vỏ zin, màn rất là đẹp luôn anh em. Màn hình đục đỏ nè, cam bao nét nha. Mấy con Oppo Reno thì cam bao nét. Đó, trước sau ngon lành cành đào. Ha, thấy chưa? Ngon lành. Rồi, 3 triệu 9 cho anh em xài thôi. Đó. À, số 20 mình quên ghi anh em. Số 19 không tới số 21 nha. Mình quên mắc số 20 rồi. Nói chung là mình ghi thiếu á. Rồi, số 21. Vivo i11. Vivo i11, con này là bản RAM 3, bộ nhớ là 32. Màn hình to 6,35 inch. Pin thì rất là trâu. Mấy con này anh em xài rất là bền luôn. Pin hơi bị trâu á. 4G. Chip nắp là Dragon của nó là 439, giá 1,8 triệu nha. Được cái pin siêu trâu cho anh em. Xài mấy con này thật sự rất là sướng. Mình tắt nguồn, con này mình quên mở nguồn rồi. Còn pin nha, pin rất là trâu. Con này mình quên mở nguồn lên á. Giá 1,8 triệu thôi. Vỏ zin hết nha anh em, tặng đầy đủ phụ kiện ha. Đó. Rồi anh em mà quan tâm thì anh em cứ nói mình. Ờ TD ơi, mình muốn mua con Vivo số 21 hay là Vivo i11. Đó, bạn review qua Zalo cho mình. Anh em cứ qua bên Zalo, anh em nhắn cho mình một cái tin nhắn. Zalo mình đều là số này hết nha. Đó, anh em xem cho TD một đăng ký kênh nha anh em. Số 22 nè, Vivo i15. RAM 4, bộ nhớ là 64, màn hình to 6,35 inch, pin cũng là 5000 và xài được 4G, giá là 2,1 triệu. Vỏ zin phải theo cũ theo thời gian nè, anh em thấy không? Mình thật sự luôn, mình mua cái vỏ này, cái nắp lưng này mình thay có 40.000 thôi, nhưng mà mình không thay nha, có sao mình để dạy cho anh em xài nha. Thay thật sự anh em muốn đẹp, mình hỗ trợ anh em thay cái lưng này luôn. Không lấy tiền, 40.000 ha. Giá 2,1 triệu nha. Màn hình to, màn đẹp. Đây, anh em thấy cái màn không? Màn hình giọt nước, mấy con này về xài là ok hết. Cam thì tương đối ngon luôn nè. Cam sao nè, cam selfie nè. Quá ổn nha anh em. Rồi, 2,1 triệu nha, số 23. 23 là một con Vivo i21. RAM 4+1 nha. RAM 4+1, bộ nhớ là 64, 4G. Pin là 5000, Android 11 chấm. Ha, màn hình to 6,51 inch. Con này thì anh em lấy thì TD để lại cho anh em giá là 2,4 triệu. Vỏ viền còn rất là đẹp. Cam, cụm cam này anh em xem nè. Cụm cam bao đẹp ha. Đây, đó, màn hình to chưa. Cam sau này anh em, cam selfie nè ha, bao nét. Rồi, quá ngon luôn ha. Rồi con này thì Vivo i21 mình chốt lại cho anh em 2,4 triệu nha. Số 24 nè, số 24 nha, Oppo Redmi 9T ha. Con này thì RAM 6+2 nha anh em, RAM 6+2, bộ nhớ là 128, 4G luôn, màn hình to 6,53 inch. Chip Snapdragon của nó là 662. 2,950,000 cho anh em xài nha. Ngoại hình còn ok, cáp sạc tay si hỗ trợ sạc nhanh. Đó. Máy cực kỳ đẹp, cam bao nét cho anh em. Máy full hết á anh em. Cam sau nè. Selfie nè, ổn nha. Rồi, 2,950,000 tặng đầy đủ phụ kiện. Miễn phí ship luôn. Oppo Reno 3 ha. Oppo Reno 3, con này là bản RAM 8, bộ nhớ là 128, màn hình là 6,4 inch, 4G, giá 3,4 triệu cho anh em nha. Pin là 4025. Cam là 48 chấm, vỏ zin hết, cam chụp bao nét cho anh em xài nè. Đó, máy này thật sự anh em xài hơi bị đã. Cam kiết đồ ok. Đó, cam sao, selfie ha. Nói chung là mấy con Oppo Reno á anh em chụp cam cực kỳ nét luôn. Số 25 nha, Oppo Reno 3, 3,4 triệu cho anh em. 26 nè, 26 là mình có mấy những có hàng full hộp đây anh em ơi. Samsung Galaxy A32 màu đen nha. Đó, con này là bản của nó là bản RAM 6, bộ nhớ là 128, 4G, pin là 5000, màn hình to 6,4 inch, Android 11 chấm, cam là 64. Con này máy zin nguyên cây, màn đẹp, vỏ đẹp hết nha. Đó, con này mình thu lại từ người dùng anh em ha. Pin bao trâu cho anh em xài, mấy con này pin bao trâu cho anh em luôn. Cam kiếp đồ bao nét. Đó,
anh em thấy không? Đây cam sao nè, quá chuẩn luôn ha. Đó, con này thì anh em lấy thì TT để lại cho anh em giá là 4,2 triệu nha. 4,2 triệu cho anh em xài, bảo hành cho anh em 1 năm luôn ha, tặng đầy đủ phụ kiện và miễn phí ship cho anh em ha. Samsung Galaxy A32 nha anh em, con màu đen rất là đẹp. Rồi tiếp theo là số 27 nè. Số 27 là mình có một con Vivo V21, con này là bản 5G nha, bản 5G và nó là RAM 8, bộ nhớ là 128, pin là 4000, màn hình to 6,44 inch, Android 11 chấm, cam là 64. Bản 5G nha, máy zin nguyên cây ha. Máy zin nguyên cây, phụ kiện zin theo máy luôn, cáp sạc dây sạc đầy đủ trong đây ha. Máy cực kỳ đẹp, thì anh em quan tâm thì mình sẽ review qua bên Zalo cho anh em. Máy zin nguyên cây nha, con này thì TT sẽ bảo hành cho anh em 1 năm luôn ha. Bản 5G nha, con này là Vivo bản 5G luôn. Thì anh em lấy thì TT để lại cho anh em giá là 5,3 triệu. Con này để lại cho anh em giá là 5,3 triệu nha, Vivo V21 bản 5G. Đó. Máy hơi bị đẹp luôn á anh em. Thật sự máy này chị em phụ nữ xài là hơi bị ngon. Số 28. Đây, 28 là một con Realme ha, Realme 8 và con này cũng là bản 5G. Đây. Bản 5G nha, RAM 8 cộng 3 á. Bộ nhớ là 128 anh em. Màn hình to 6,5 inch, pin là cũng rất là trâu, pin tới 5000 lần. Cam là 48 chấm và hiện tại là Android 11, Android gốc của nó luôn anh em. Giá là 5,4 triệu nha. Đây, vỏ viền bao đẹp ha. Bao đẹp cho anh em, chưa qua sử dụng gì hết. Đó. Bảo hành cho anh em 1 năm nha. Bao test 7 ngày, máy lỗi đổi máy khác cho anh em. Linh phụ kiện đầy đủ nha, cốc sạc zin, dây sạc zin theo máy luôn. Đó. Hơi bị chuẩn anh em. Anh em lấy thì TT để lại cho anh em giá là 5,4 triệu nha. 5,4 triệu anh em. Realme 8 bản 5G nha. Mấy con này thật sự anh em vui về xài thì biết bao giờ hư ha. Hàng full hợp, mấy bảo hành hãng, bảo hành thế giới di động cho anh em là 1 năm luôn, 12 tháng. Tiếp theo, Realme 7 Pro nè. Đây cũng là một con hàng full hợp, Realme 7 Pro. Con này cũng vậy, bản của nó là bản RAM 8. RAM 8 bộ nhớ là 128 nha. RAM 8 bộ nhớ 128, 4G. Màn hình to 6,4 inch, pin là 4500. Đó. Snapdragon của nó là 720 nha anh em. Chip Snapdragon, chip rồng á, 720. Android 10 chấm. Con này là màu xanh nha anh em, màu xanh giống như màu xanh lá vậy đó. Ha, máy còn cực kỳ đẹp nha. Phụ kiện zin theo máy luôn. Đó, không zin cho anh em luôn máy nha. Bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Con này thì giá là 5,4 triệu cho anh em ha. Đây. Anh em thấy không? Vỏ zin nè, vỏ zin của máy luôn nè. Đó. 5,4 triệu cho anh em thôi nha. Thật sự mấy con này mình bán cái giá rất là mềm cho anh em rồi. Đó. Anh em thử ra thế giới di động hàng full hợp những con này là anh em xem giá là bao nhiêu ha. Anh em cứ xem còn những con này hàng full hợp của TT bán á, giá là bao nhiêu anh em cứ so sánh thử nha. Đó, giá rất là thấp luôn, từ 1,5 triệu đến 2 triệu cho anh em. Và vẫn bảo hành đầy đủ nha, vẫn bảo hành hãng, vẫn bảo hành thế giới di động cho anh em. 5,4 triệu luôn nha. Con số 29 này cũng là một con iPhone 6S LED ha. Bản 64GB, con này là bản 64GB luôn, máy quốc tế, pin là 100%, cũng bị mất phăng tay luôn, con này cũng vậy, giá 2,2 triệu thôi. Máy này vỏ zin nè, nó bị chày nè, phẩy cũ theo thời gian nè, mình không có hay vỏ nha, vỏ zin mình để vậy cho anh em xài, tặng đầy đủ phụ kiện, miễn phí ship cho anh em nha. Cam thì bao nét, pin rất là trâu, pin thay mới cho anh em rồi, pin thay mới rất là trâu luôn ha. Mình có cái tay mình cầm khó quá anh em, đây, ngon lành nha. Cam nè, đó, cam sao nè, selfie nè, ổn nha mọi người. Con này thì giá là 2,2 triệu. Rồi số 30. Số 30 là mình có một con iPhone 7G, iPhone 7G bản 32GB ha. Bản 32GB và con này là bản quốc tế, pin là còn 87% nha. Máy zin hoàn toàn nguyên cây, full hết nha. Giá 2,6 triệu, pin là 87% thôi. Đây. Cam kiết độ bao nét, máy hơi bị đẹp luôn. Ha, màn miết là hơi bị đẹp. Màn zin vỏ zin theo máy luôn nha. Đây. Cam ngon lành cành đào ha. Chốt lại cho anh em nha. 2,6 triệu cho anh em xài ha. 2,6 triệu thôi, iPhone 7G. Rồi tiếp tục là con 30 nè. Con 30, con này là cũng là iPhone 6 LED nha. Con này là iPhone 6 LED bản 64GB. Máy quốc tế, chỉ bị mất vân tay ha. Pin là mới thay, pin rất là trâu. Pin mình mới thay rất là trâu, giá 1,7 triệu cho anh em xài. Số 30 luôn nha. Con này số 30 là con iPhone 6 LED bản 64GB. 1,7 triệu thôi ha. Đó, máy cực kỳ ngon á.
Rồi, số 31 nè. Số 31 TT có 2 cây. À, đây, iPhone 5 SE nha. iPhone 5 SE con này là bản đều là bản 32GB hết ha. Con này là pin 9X. Ngoại hình thì nó phải 66 nên để cho anh em giá là 1.950.000. Còn con này là máy đẹp nguyên zin, pin mới, pin mới cho anh em luôn, pin mới thay 100%. Zin từng con ốc cho anh em nha. Đó, màn rất là đẹp. Con này thì để lại cho anh em giá là 2.1 triệu. Con này là ngoại hình là đẹp 98-99% luôn ha. Đó, còn con này thì tầm khoảng 92%. Giá 1.950.000 nha. Còn con này máy đẹp khoảng 98-99%, giá là 2.1 triệu. Bản 32GB nha anh em, iPhone 5 SE á. Máy dòng iPhone 5 SE là cấu hình như iPhone 6S vậy anh em. Xài rất là đã ha, mà rất là nhỏ gọn, anh em xài hơi bị anh em xài là anh em ghiền liền. Chạy rất là mượt luôn. Con này là bản số 32 nè, cũng là một con iPhone 5 SE nhưng mà con này là bản 16GB thôi ha. Máy full hết nguyên zin. Giá 1.8 triệu nha. Giá 1.8 triệu, pin là 8X đến 9X nha anh em. Cũng là iPhone 5 SE số 32. Đây. Đây số 32 nữa nè. Đây số 32 này là iPhone đi. iPhone 7 iPhone 7 LED nha, mình có 2 cây iPhone 7 LED. Đó. Màu con này là màu vàng hồng trước đi anh em. iPhone 7 LED bản 32GB, máy quốc tế, pin là 94%. Con này là không dính tài khoản, không iCloud, bao reset thoải mái, không mất vân tay nha. Nói chung là con này là máy full hết. Giá là 3.4 triệu, màu vàng hồng nha anh em. Con này là màu vàng hồng. Đó, 3.4 triệu. Còn con này là màu bạc. Cũng là bản 32GB. Ha, iPhone 7 LED, con này là màu bạc 32GB. Con này là bản Việt Nam nha. Con này là bản Việt Nam nhưng mà bị mất vân tay rồi. Pin thì là pin thay mới. Anh em lấy thì mình để cho anh em con này là 3.2 triệu nha. 3.2 triệu cho anh em xem. Cho anh em nha. Đó. Rồi số 32 rồi, tới số 33 nha anh em. Số 33. iPhone 8 LED, iPhone 8 LED mình có 2 cây. Ha. iPhone 8 LED mình có 2 cây. Đó. Con màu đỏ và con màu đen. 5.2 triệu hết nha, mình mới về hàng. Máy nguyên zin. Máy nguyên zin cho anh em nha. Pin con này là pin mới thay 100% ha. Pin mới thay 100%, bản 64GB hết anh em. Một con màu đen và một con màu đỏ, anh em thích lấy màu nào thì lấy. Máy nguyên zin nha, còn rất là đẹp luôn ha. Màn biết là màn zin vỏ zin theo máy. Con này mình chưa mở nguồn nè. Màn zin vỏ zin theo máy hết nha. Cam kết chụp bao nét, anh em xem nè. Máy con này thật sự anh em mua về xài là hơi bị đỉnh rồi. Cam sao nè, chuẩn chưa ha. Cam selfie nè. Đó, ngon lành cành đào nha mọi người. Thôi, chốt lại cho anh em nha. Đây, con này lên này nè. Máy full hết. Máy zin, màn zin, zin nguyên cây luôn. Giá 5.2 triệu thôi. Tặng đầy đủ phụ kiện nha. Ốp lưng cường lực bộ sạc và miễn phí ship cho anh em. Đó. Rồi số 34. Số 34, con cuối cùng. iPhone 11. Bản 64GB. Máy quốc tế nha. Máy full hết, pin là 86%. Con này là máy con này là ok hết nè. Con này TT anh em lấy thì TT để lại cho anh em giá là 8.2 triệu nha. Con này anh em lấy thì TT để lại cho anh em giá là 8.2 triệu nha. Đó. Con này là pin thay rồi anh em, pin còn 86% nha. Ngoại hình thì tầm khoảng 90 con này tầm khoảng 90-92% nha anh em. Màn rất là đẹp nè, màn zin nha. Con này là màn zin bốc máy ha, màn zin bốc máy, cam kết được bao ok. Pin rất là trâu luôn anh em, pin titan còn 80% nhưng mà pin rất là trâu ha. Rồi chốt lại cho anh em nha. 8 triệu, nãy mình nói là 8.2 triệu đúng không anh em? Rồi thì video của TT đến đây là hết ha. Mong rằng anh em xem được con nào thì anh em cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại này 0963 595 262. À quên anh em ơi, trời ơi còn nữa nè. Oppo Reno ha, Oppo Reno 2Z nha. Con này là Oppo Reno 2Z bản RAM 8, bộ nhớ là 256. Màn hình to 6,5 inch 4G. Mình có hai màu anh em, màu trắng và màu đen và màu xanh nha. Mà ba màu. TT có ba màu lận nha anh em. Đây. Đây mình có cái con màu trắng nè. Đó, máy màu trắng ha, còn rất là đẹp luôn, phụ kiện đầy đủ nha. Bản RAM 8 bộ nhớ là 128 lận anh em. RAM 8 bộ nhớ 128, bộ nhớ 258 chứ, sorry anh em. 256. RAM 8 bộ nhớ là 256, màn hình là 6,5 inch 4G, pin là 4000 ha. Đó, tặng đầy đủ phụ kiện nha, phụ kiện zin theo máy ở trong đây luôn. Bảo hành cho anh em 1 năm nha, giá là 3.6 triệu. Cam bao nét màn hình nè. Cam nét chưa? Cam sau. Selfie nè, cam selfie là cam thụt thò nha mọi người. Cam thụt thò nha. Đây, thụt xuống nè. Đó, thụt lên nè.
thấy chưa? Máy nguyên zin nha, bản RAM 8, bộ nhớ là 256, màn hình to, máy cực kỳ đẹp, có hai màu, màu trắng đây anh em nha. Đó, 3,6 triệu cho anh em. Bản 256 anh em tha hồ mà luôn. Đây con này là con màu xanh đen nè, màu đen nè. Đó, màu đen nè. Ha. Rất là đẹp luôn. Còn một con màu xanh đen nữa anh em, nhưng mà mình quên cầm ra rồi. Là giá đều là 3,6 triệu nha. Rồi, bây giờ mới là hẹn gặp lại anh em ở một clip sau nè. Chào tất cả mọi người nha.